Em à Nguyễn ơi, xin chào anh chị em khách hàng. Em mới vừa về một cái lô dây điện ha. Thì dây điện này là hàng hàng bãi và nó là dành cho lắp cho những cái máy của Mỹ á anh chị ha. Cho nên là cái chấu cái chui của nó có thêm một cái ngạnh nghe này xíu. Đó, và cái này nó dài tổng cộng là 12 mét ha anh chị ha. Một sợi như thế này nó dài 12 mét và nó có hai ruột ha. Thì mấy anh chị mình dùng để về để đấu thành ổ cắm hay là lắp cho máy gì đó mình cần thay mà muốn dây cho nó dài ra thì rất là đã ha. Đặc biệt là những cái dây ở Việt Nam mình, cái máy ở Việt Nam mình là dây nào dây nấy nó ngắn ngủn mà ha. Thì 12 mét mà ở đây nó có thêm cả cái phần mà có những cái sợi dây nó gọi là dây gì ta, Dây dây bố hả? dây bố dây dây bố bố dây chỉ gì đó ha, để cho Chắc nó chắc không, nó chắc hơn đó, nó không có bị đứt, nó khó đứt đó. Thì một cái sợi như thế này em bán là một cặp đi ha, em bán là tại em bán giá nó vừa thì bán lần cặp đi. Một cặp như thế này là 250.000 ha, giá tại kho chưa bao gồm phí ship ha. Đó, mấy anh chị mình lưu ý là cái này nó dài tới 12 mét nha ha. Đó, chấu cắm rồi tất cả dây này là còn mới luôn, chưa có xài, chưa có lắp, chưa có xài. Đó, rất là đã ha. Rồi ok, tiếp theo là em có một cái loại dây nữa ha, nó cũng là dây của hàng hàng bãi luôn. Và cái này thì cái chấu này nó loại là chấu này là nó lắp cho dây cho máy Nhật ha, và nó dài, sợi dây của nó dài là 10 mét ha. Đó, 10 mét và cái này nó có tới 3 lõi và nó có dây chống 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 giật luôn ha, nó 3 lõi. Đó, có thêm một dây mát để cầu cầu te luôn. Đó thì cái dây này thì nó nhìn nó có vẻ là nó nặng hơn, nhưng mà thực ra về cái tải ampe thì nó cũng giống dây kia thôi. Chỉ có một cái là nó 3 lõi và ở đây nó có thêm cái dây dây te. Thì anh nào có nhu cầu xài dây te thì ở đây nó có dây te luôn thì nó rất là tiện lợi ha. Đó. Ok rồi, thì cái loại loại này thì em bán cũng lận cặp luôn ha. Một cặp là 300.000 nha mấy anh chị ha, 300.000. Và cái dây này đó thì nó ngắn hơn dây kia xíu, dây này nó 10 mét ha, 10 mét. Đó, rồi ok. Anh nào lấy thì nhắn tin cho em tên, địa chỉ rồi ghi ví dụ như cái combo dây điện này là combo số 1 đi ha, combo số 1 đi là 250.000 ha. Một cặp. Đó, combo số 1 dây điện số 1, còn cái này là combo dây điện số 2 là 300.000 ha. Nó có te, nó khác xíu thôi. Và nó cũng ngắn hơn cái kia. Đó, thì tất cả này nó có những cái đồ mà để mấy anh em lắp máy nó thường thường nó chặn á, ngay cho cái co dây nó không có bị gãy á mấy anh ha, chặn ngay co dây nó không bị gãy á. Rồi ok, anh nào lấy cái nào thì nhắn tin giúp em loại đó ha. Em xin cảm ơn tất cả anh chị em thế này.